Một chiếc điện thoại nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay và cũng không kém phần kịch cộm và hầm hổ. Và đây, trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A33 có hỗ trợ màn 5G cho chúng ta. Với một cái màn hình rất là đẹp như thế này các bạn, tần số quét cao cho chúng ta một cảm giác rất là mượt mà. Với độ gọn của màn hình là 6.4 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, với một tấm nền xịn của Samsung thì cho chúng ta một cái hiển thị hình ảnh về màu sắc thì nó rất là tuyệt vời. Máy có một cái tần số quét cao nên những thao tác vuốt chạm trên màn hình thì nó sẽ mượt mà như thế này. Về mặt lưng, chúng ta sẽ có mặt lưng nhám các bạn nha, hạn chế bấm vân tay và chạy xước rất là nổi bật. Với một cái cụm camera rất là hầm hố thế này, với độ phân giải của camera chính là 48 chấm, ba camera phụ lần lượt là 8 chấm 5 chấm và 2 chấm, và đèn led nằm kế bên đây. Tuyệt vời. Camera phần hơi nhô sau mặt lưng các bạn nha, mặt lưng thì mặt lưng nhám, hạn chế bấm vân tay và chạy xước. Máy thiết kế thì nguyên khói, bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn ở đây các bạn nha. Phía trên là tăng giảm lượng, phía trên cùng chúng ta sẽ có chỗ để gây sim và thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc về video. Phía bên trái thì không có phím bấm nào cả. Phía dưới cùng chúng ta sẽ có mic thoại sạc và lo. Ở đây dòng điện thoại Samsung Galaxy A33 sẽ không có jack 3.5. Chúng ta sử dụng tai nghe thì chúng ta sử dụng một là tai nghe Bluetooth, hai là tai nghe có jack tai C luôn các bạn nha. Với một cái thiết kế mặt trước màn hình nhỏ rộng cho lòng bàn tay nên chúng ta sử dụng một tay rất là dễ dàng. Trên màn hình thì chúng ta sẽ có một camera dạng hình giọt nước với độ phân giải là 13 pixel, hứa hẹn sẽ đem lại cho chúng ta những bức ảnh và thước video từ camera selfie trở nên sắc nét và chân thực hơn. Máy thì trang bị chúng ta là con chip Exynos 12808 nhân. Game thì chúng ta sẽ có dung lượng game là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đây 128GB thì mình cái máy hiện tại nha, nó khả dụng là 93GB bộ nhớ RAM. Thì chúng ta vẫn có tính năng cái mở rộng RAM như các dòng điện thoại trước các bạn, thì mở rộng RAM 6GB luôn các bạn nha. 6 thì mở rộng 6 thì chúng ta sẽ được là 12GB. Ở trong đây chúng ta có thể giải phóng dung lượng RAM bằng cách chọn vào đây thì chúng ta giải phóng được dung lượng RAM, thì máy sẽ trở nên mượt mà và chân chu hơn. Ngoài ra máy còn trang bị công nghệ kháng bụi nước chuẩn IP67 sẽ giúp chúng ta kháng bụi được, kháng nước được ở một cái chuẩn IP67 các bạn nha, giúp máy bền hơn và chống chịu được thời tiết môi trường bên ngoài. Cảm giác cầm nắm thì rất là vừa tay, máy thì cảm biến vân tay dưới màn hình luôn các bạn nha. Cảm biến vân tay dưới màn hình. Và camera, đây là camera của dòng điện thoại Samsung Galaxy A33. Máy thì có góc rộng nè, 1x và 2x. Chúng ta có thể tính năng là chụp chân dung, chụp sơ phong các bạn, vui nhộn các bạn nha, có tính năng vui nhộn nữa. Rồi quay video thì chúng ta sẽ có quay video có hỗ trợ chống rung nè các bạn nha, ngay chỗ vị trí này hỗ trợ chống rung nha. Đó, và chúng ta sẽ có để Quyền coi nó quay được bao nhiêu, quay được UHD luôn các bạn nha, 30 frame. Một tính năng khác là chúng ta sẽ có tính năng là chuyên nghiệp, video chuyên nghiệp, chụp một chạm, ban đêm, thức ăn, toàn cảnh, macro, chuyển động chậm, chuyển động nhanh, trôi nhanh. Ok, về camera selfie, rồi test camera selfie cho bạn xem. Camera selfie thì cũng có góc rộng nè, chân dung nè, vui nhộn nè. Video thì chúng ta sẽ có video Full HD 30 frame, rồi có quay được UHD luôn nha bạn nha, rất là tuyệt vời. Các bạn nào mà muốn mua máy để mà chúng ta chơi game hoặc là quay vlog thì đây là một dòng điện thoại cũng rất là đáng quan tâm nha các bạn nha, cũng có thể quay vlog được luôn nha, độ phân giải cũng khá là cao. Máy thì họ có hỗ trợ mạng 5G chúng ta, hỗ trợ mạng 5G luôn. Sau này nâng cấp lên mạng 5G rất là dễ dàng, cần đổi sim là xài được 5G thôi. Pin thì của máy thì chúng ta sẽ pin pin là 5000 mAh và tốc độ sạc nhanh sẽ là 25W các bạn nha, rất là tuyệt vời. Với một mức giá cực sốc tại Thế Rộng Điện Máy Xanh trong thời hiện tại,
Samsung Galaxy A33 thì chúng ta sẽ được giảm đến 1 triệu đồng. Mức giá hiện tại là 7.290.000, giảm 1 triệu chỉ còn có 6.290.000 thôi tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Rồi các cô chú anh chị bạn mình đang quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè hoặc Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta có thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào cập nhật về chương trình khuyến mãi và cũng như giảm giá cực sốc tại Thế Đồng Điện Máy Xanh khi mình up lên. Rồi cảm ơn các cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều khi đã xem video review dòng sản phẩm Samsung Galaxy A33.